Kênh LTK Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú, các anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với nhà vườn của anh Sang, địa chỉ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với anh Sang. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chào mừng lại đến với kênh LTK Bonsai. Cảm ơn bà con đã ủng hộ em thời gian qua. Xin gửi lời chúc sức khỏe. Hôm nay em có lô hàng về giao lưu: khế chua, mai chiếu thủy, đinh lăng, kim quýt, trà phúc kiến, phát tài và ổi xẻ, vân vân, lài châu, lài năm cánh. Xin phép vào cây số 1. Nơi đây nhà vườn em là Tân Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp. Số điện thoại Zalo của em là 0746877769. Xin phép vào cây số 1, cây khế chua. Đường kính mặt cắt đỉnh là 14, cao là 70. Hoành thân vị trí này là 68. Nồi vị trí này là 110. Đường kính ngang là 65. Đường kính ngang là 41. Chỗ này á, nếu tại vì em không có thời gian, nếu kỹ thì đục vô rồi nó thấy xanh hết, nó xam cứng hết. Khế chua cái này nặng nặng lắm bà con ơi. Cái này là một cây khế chua mã số 1. Xin phép giao lưu mã số 1, cây khế chua là bao ship toàn quốc giá 2,8 triệu. Xin phép qua cây số 2. Xin phép qua cây số 2 là cây nguyệt quế lá chung bông chùm, cao là 78. Hoành thân điểm này là 56. 56 điểm này, 56 điểm này co đo cắn thước dây kể hoành thân 50. Cây này gió cốt, cây này tương đối sạch cây. Mấy cái chỗ nó xam liền cứng hết trơn rồi. Mặt cắt rất nhỏ, rất già. Nguyệt quế mã số 2, nguyệt quế lá chung bông chùm mã số 2, giá bán là 2,6 triệu bao ship toàn quốc. Xin phép đổi cây. Mã số 3 là đinh lăng. Đinh lăng lá chung, đinh lăng này ngâm rượu uống, lá có thể làm thuốc, cây vị thuốc, cao là 110, cây một cốt. Hoành thân điểm này là 35, cây này củ bự nha, một cốt. Mặc dầu đinh lăng nhưng mà cây này nó cũng có cái có dáng thế một cốt, đế nở. Đinh lăng mã số 3, giá 700k bao ship toàn quốc. Mã số 4, kim quýt, cao là 81. Mặt cắt. Kể. Cái này nếu mà tại vì con làm kịp, nếu đục vô là nó xanh nha, con đục thử đây, xanh đây. Kim quýt thì nó cứng lắm, nó xam đá hết trơn à. Nó dễ lợi da. Cây kim quýt này già lắm rồi bà con ơi. Quá lâu năm rồi. Ở nơi chỗ này là hoành thân là 33 nè. Mình lấy chỗ này á là 43 nè. Hoành thân 33. Cây này trên 60 năm à. Kim quýt mã số 4, giá 3,2 triệu bao ship toàn quốc. Xin phép đổi cây. Mã số 5, mai chiếu thủy da xanh. Nếu mà mai chiếu thủy cái lô này, cái cây này cây da đen, bà con nhờ con bán theo giá da xanh đi.
cao là 72. Hoành thân điểm này là 21. Chỗ này sam, tại là không kịp bà con, nếu mà đục ra là nó xanh sam. Cũ là 75. Mai chiếu thủy da xanh, mã số 5 giá 800k bao ship toàn quốc. Mai chiếu thủy da xanh, mã số 6, cao là 100. Cái cây này, cái đọt này nó cong cong cũng hay hay ha bà con. Cong cong cũng hay. Đầm đầm nhánh chi chít à. Cây này cũng liền lạc. Hoành thân điểm này là 42. 42 kẻ 40. Cái này thước dây bị cong. Cái chỗ này sam. Đường kính 38. Nguyệt Quế mã số 6 giá 1.7 bao ship toàn quốc. Mã số 7. Cái cây trà Phúc Kiến này hay hay. Hay hay. Cái cỡ bị lớn nha bà con ơi. Cái giọng này cong là hay, trà Phúc Kiến. Miền Nam gọi là bùm sụm. Còn cái cây này con mua của người ta, nhưng mà người ta thấy đẹp đẹp và mua về. Nhưng mà hỏi chùa, cái ông bán đó, ông cũng không biết cây này cây gì. Nhờ bà con coi giùm em, giúp cháu, giúp em. Cái này bán 2 cây, ship cả chậu. Nếu cái chậu này có bể thì bà con thông cảm giùm. Hoành 11. Mặt dậu nhỏ vậy, 2 cây nó quái quái quái. Mã số 7. Giá 1.2 bao ship toàn quốc. Mã số 8. Phát tài là phát tài sọc bà con ơi. Đây biên đây. Sọc. Cái này ông nhà dân cắt trước à. Con mua là ông cắt sẵn rồi. Tổng cộng 4 nhánh. Hoành thân điểm này là 80. 80 điểm này. Cái cũ to hơn nhiều. Cây này khá liền lạc. Cây này đế đẹp bà con ơi. Chơi bonsai lùng lực luôn. Phát tài sọc. Mã số 8. Giá bán là 1.8 bao ship toàn quốc. Mã số 9. Mai chiếu thủy da xanh. Bài là 28. Cây này đế quá đế. Hoành thân điểm này là 17. Cái củ này to hơn nhiều. Nguyên một bệt củ. Cái này trồng cắm xuống chút xíu nữa là vẫn được các bà con. Trồng cắm xuống chút xíu vẫn được. Đường kính 30. Mai chiếu thủy da xanh đã lớn. Mã số 9 giá 800k bao ship toàn quốc. Mã số 10. Mai chiếu thủy da xanh lá lớn. Cao là 42. Ngọn ngón tay cái. Hoành thân 33. Hạo hạo. Hạo hạo cũ điểm này là 107. 107. Có mấy chỗ sam nhẹ nhẹ. Sam nhẹ nhẹ. Đục vô là xanh dờn các bà con. Mai chiếu thủy da xanh lớn. Mã số 10. Giá 1.1 bao ship toàn quốc. Mã số 11. Mai chiếu thủy da xanh đã lớn.
nghiêng là 43. Hoành thân là 33. Điểm này Sam, tại con làm không kịp, con đục thử cho bà con đây. Xanh giờ nếu mà đục này xuống chút xíu thì vẫn xanh chỗ này. Mã số 11, giá 1,1 triệu, bao ship toàn quốc. Nhà vườn nơi đây của em là Tân Hòa, Lai Dung, Đồng Tháp. Số điện thoại Zalo của em giao lưu là 0748 7769. Xin phép qua mã 12, đinh lăng lá chung, đinh lăng cây vị thuốc, rễ ngâm rượu được. Chiều cao là 9 96, cây một cốt, đế nở bà con ơi. Hoành thân điểm này là 29. Điểm này là 34. Điểm này là 34. 34. Mã số 12, giá 800k, bao ship toàn quốc. Mã số 13, cây này cây cũ của lâu rồi, mua ông chủ nhà thì ông không biết, sao lại hỏi thằng con á. Thằng con nó cũng chơi kiểng, nó mua ở bên Tiền Giang á, nó gọi là cây này cây lài năm cánh, mà gọi là lài châu, còn gọi là ngọc bút. Hoành là 26, cây này đế nở một bệt, dáng nghiêng. Nghiêng là 89. Mã số 13, giá 700k, bao ship toàn quốc. Mã số 14, cây này cây cũ, mua chung cây nãy. Hỏi lại người con nói mua bên Tiền Giang, giống như cây gòi, là cây này là lài châu hoặc ngọc bút. Cao là 82, lài 5 cánh. Hoành là 24. Cái củ này to lắm nha bà con. Củ này một bọt tròn quay luôn, rễ cắm xuống hết. Hai cây lài này khá cây. Đang lũ bồng. Đang lũ bồng. Mã số 14, giá 700k, bao ship toàn quốc. Mã số 15, linh sam hai cây. Cây này ông này mua có mấy cây em gì em trồng, mặc dù nó nhỏ chứ nó già dữ lắm, già rồi. Cao là 50, cao là 45, hoành 12. Điểm này, điểm này 12, chỗ này sam giãn chút xíu. Hoành này 18. Cây này nhỏ nhưng mà nó quái quái, cục đất cứng ngắc rồi bà con, cứng ngắc à, chứ không phải linh sam công nghiệp bây giờ 200-300 cây. Cái này nè cũng mua loại đó về nhưng mà ông chồng bỏ trong mát cả chục năm, không tới chục năm, chục năm sáu năm mà bỏ trong mấy cái gốc mà tán lá gặm gặm không có lớn. Mã số 15, giá 600k, bao ship toàn quốc. Mã 16, cái ổi xẻ, cao là 45, tán ngang là 60, mặt cắt sam mặt cắt. Cái ổi này cũng bự cũng to. Hoành điểm này là 33. Điểm này ghế bự, ghế cũ, ghế nào bành bành không bà con ơi, ghế cũ quá khứ ghế rồi. Cây này thấy cũng hay hay. Ổi xẻ mã số 16, cái này chắc đóng cái thùng mà ship à. Mã số 16, giá 2 triệu, bao ship toàn quốc.
mã số 17 Mai Chiếu Thủy Gia Đen. Bài là 69 từ quỹ này, vị trí này 66. Cành số 2 là 8 sen, trên 8 sen. Cũ điểm này là 41. Bệ dưới này ghẻ to không à? Ghẻ to đều hết. Cái này khác coi. Trồng dây được kìa bà con. Xương dâm tay. Cái này khác. Mã số 17. Giá 2.6 triệu, bao ship toàn quốc. Cây này đóng thùng mà. Xin phép qua cây 18. Tiếp là mã số 18 Mai Chiếu Thủy da xanh, da đen bà con, nhờ bà con ơi. Con không cành lắm, cao 1,5 m. Cái chỗ này có thể nhịp cái cành này xuống này hay. Đây có con cành. Lũng. Cái này bị kiến ăn bà con ơi. Kiến ăn. Cái này mua không hay rồi, bây giờ về nó bị lũng rồi, lỗ rồi. Kiến ăn. Kiến ăn xuống, kiến ăn xoa lên. Hoành điểm này là 55. Điểm này là 76. Cái này chỗ kẻ ghế. Ở trong này bọng nha bà con. Trong này bọng. Cái này bà con nào mà gần chơi lũa thì cái này hay. Đạp cành này xuống. Con gợi ý tham khảo bà con ơi. Mã số 18 Mai Chiếu Thủy da xanh lá lớn. Giá 2.8 triệu, bao ship toàn quốc, xin phép đổi cây. Dạ xin phép qua cây mã số 19 Ngâu. Bài điểm này là 77. Điểm này là 40. Quá trời. Quá chừng rồi bà con. Cái này nu na nè. Cái cục nu na này là 67. Bài bên đây là 68. Chỗ này nó có cái kẻ. Chỗ này nó hơi sam sam chỗ này. Cây này nặng lắm. Lắc mua hỏng chúng chích. Ngâu bông vàng. Mã số 19. Giá 4 triệu bao ship toàn quốc. Cái này ship xa nặng phí đó bà con ơi. Xin phép qua cây mã số 20. Là cây khế ngọt. Ngọn là 19. Chiều cao là 122. Hoành điểm này là 88. Chỗ này sam rồi. Sam cứng rồi.
sam cứng. Một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, bốn ngọn. Cái ngọn này nữa bè bà con bẻ tứ diện, cái cành này to, rất lực. Khế ngọt. Đường kính bản đế là 13. Bản đế ghẻ cái chỗ này 13. Ghẻ đều hết. Cái ghẻ từ vị trí này tới vị trí này, từ đây qua đây, từ đây qua đây, từ đây qua đây là ghẻ hư. Nhưng mà cái này còn nguyên, cái này còn nguyên. Sau này bà nhờ bà con đục này ra. Cây này nặng, để trái mềm cho bà con chơi cây khế. Khế ngọt này, khế ngọt mà được về là bự lắm rồi bà con ơi. Mã số 20, cây khế ngọt, giá 3,6 triệu bao ship toàn quốc. Qua mã số 21 là cây ngâu. Cây này cái cành nó lắc lắc quá, cao quá, cao cao vị trí này là thước dây. Cành này, cành này thấy nó cong cong quá quá thì con chừa. Bà con sau này có chừa chừa hoặc giả là cắt lùng cây này xuống, cắt lùng vẫn được, cắt lùng xuống dưới này vẫn được. Ngọn cắt lùng ở đây là 18. Cái cục u ở đây là 50. Thấy nó quái quái. Mã số 21, giá 2,4 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 22, Nguyệt Quế. Vị trí này là 60. Vị trí này là 1,5 m. Vị trí này là 1,1 m. Hoành thân 41. Cái cây đề đế nó quái quái, cái ghẻ nó làm như nó co co. Đế nó quái quái. Mặt cắt. Mặt cắt sam đá, mặt cắt. Cây này nhỏ mà thấy nó cũng quái quái. Mã số 22, giá 1,8 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 23, Nguyệt Quế. Cây này với ba cây sao, cây cù bà con ơi, giật giá gất gất xuống, giá nhẹ cho bà con rút cái vốn. Mặc dầu là cái cây cũ nhưng mà khi mình mua về ngay cái thời điểm mà nhánh thở đầy đủ về thì bà con trồng rất yên tâm. Cao là 128. Hoành thân là 39. Tiền ship nó cũng mấy trăm mà. Mã số 23, giá 1,2 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 24, cao là 107. Cây đường là đường thân nó cong cong, nó cũng hay hay. Nguyệt Quế đại lô này là lá chung bông chùm, hoành 44. Đế nở, ghẻ nhiều.
mã số 24, giá 1,4 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 25, cao là 1,3 triệu. Nguyệt Quế cái bầu đất nguyên kim, bởi mấy cái cây cù này khi cắt không có nhánh thở, bây giờ để 1 tháng là lá chi chích. Hoành thân điểm này 43, kể như là 40. Rễ to to, rễ nơm, rễ nhiều. Mã số 25, giá 1,2 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 26, cây cú liếp bà con ơi, cao là 1,4 triệu. Hoành thân là 40, nếu để dưới đến này là 44. Hoành thân 40, cũ 44. Mã số 26, giá 1,2 triệu bao ship toàn quốc. Dạ, em rất cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ em thời gian qua cũng như ủng hộ kênh. Xin gửi lời chúc sức khỏe, trân trọng kính chào. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây yêu quý, liên hệ với nhà vườn của anh Sang để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.